nước vậy là mình phải hái bỏ vỏ hả? Để nó thúi hả? vậy nó lái ra thì cũng bỏ ra rồi chứ Đúng rồi, nếu vậy đem về bán nó sẽ xì nước rồi, đâu có đi xa được. đúng Vậy là bây rồi, giờ mình nó phải còn cắt nguyên này anh bán chợ được. cắt cắt ăn bán có một cái Này bán liền cho người ta ăn liền á. đây có ai ăn bán người ra hết rồi Phải có mối có người bán hen. Rồi nè. Đỏ luôn, cảm ơn. Này được anh chủ vườn hái thanh long tặng luôn nè các bạn. Lên liếc luôn. Ruột đỏ luôn. Ngọt ngay luôn. Đây ông ăn nhìn nhìn hấp dẫn không? Rồi. Cảm ơn luôn. Được tham quan viếng thăm rồi là được tặng thanh long ăn luôn nha các bạn. Này ở ấp Đèn Đỏ xã Tân Thành hả chị? Ở đây mình mới trồng đây thôi chứ đâu có kệ cực mà vui. Có giá cao nó cũng mừng ha. Ủa cái chai thuốc đó là thuốc gì ạ? Thuốc gì chị? Vuốt đặng cho này cái này xanh xanh hả? Vút qua vậy người ta đâu có lấy đâu, lấy đâu có lấy đâu, đỏ chê tóc đó. Tóc mình đang ngang anh vút xuống công luôn đó, là một tay hai tay là nó chê nó giặt ra liền, cái nó chưa công rồi đó, cái thanh long nó chưa công rồi cũng cực. Nếu là nó không công rồi nó không chịu phải không? Này dòm giống như nữa mà cái đỏ nó không chịu, nó mới đẹp trái được, dòm giống như bông sen nó công lại que nó cuốn rồi vậy mới đẹp trái được. Ở trong để anh ăn mà cắt rồi bạn, giá hiện tại cắt tại vườn là 25.000 một ký nha các bạn. Cái này mình trồng mấy năm rồi anh? Ăn mấy đợt rồi? Mấy năm mình trồng mấy năm mới ăn? Mùa rồi bị giá rẻ cái người ta cũng bỏ nhiều ha. Ở trên chợ gạo chứ ở đây mình trồng mới đây hay là lúc trước mình cũng trồng vậy anh? Cũng như ai mà kiên trì để lại thì ngon. Đúng rồi. Giờ mình trồng phải tạo ra chất lượng nó tốt, trái nó tốt thì nó sẽ có giá, chứ mình buông ra mình để cái trái nó không ngon. Chứ ai cũng chạy theo cái loại trái cây khác, trong khi mình đây đang thích hợp thanh long. Chạy nhiều quá thì cũng không tốt. Cái này cỡ này là bao lâu mới 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 hái được anh? Hơn nửa tháng. Cái này anh trồng hết luôn là được nhiêu? Cái này được 370 mấy tụ, 203. Bình quân cái này là 2 mét ha, mà một trụ hả? Nếu chi phí một công cái này mình lên hết là khoảng bao nhiêu tiền công anh? Hết luôn 2 công mấy là chi phí anh khoảng trụ với giống là 100 mấy hả? Này anh chưa đi ống, anh phải kéo dây chứ, này đúng ra anh đi ống được không? À đi ống. Còn nước ở đây là nước khoan hay nước sao? Ở dưới sông này có ngọt hả? Ở gần biển mà nước ngọt. Nước này từ đâu? Sông nào? Về trong bông hình phan đó phải không? Rồi biết rồi biết rồi. Thì ở trong cái lễ đi chạy ngang đó, rồi bông hình phan đó. Ừ. Trong nó bông gì đây? Rồi tới đợt người ta gọi là vuốt tay là mình sao anh? Đó, giống như cái tay vậy nè. Cái gì nó chín rồi mình thuốc mình nắm lên mình vuốt ra vậy nè. À, nên cho nó ngay cái đại đừng có quéo lại hả? Không có, là cho nó xanh trở lại vậy nè, chứ không có quéo.
tự động nó cũng béo, nhưng mà nó chín là nó không vuốt thì nó đỏ luôn từ tay tới đây, người ta không mua. À, hiểu không? Như mình vuốt, như mình vuốt rồi giữ cái này nó xanh lại nè. Đúng rồi, nhìn cho giữ cái trái nó xanh. Đẹp ha, gọi là vuốt tay đó ha. Mình có dùng thuốc giờ nó không đẹp. Không vuốt là cái tay nó đỏ lòm luôn, lá nó dạt. Cho nên mình phải đi vuốt, vuốt tay. Cái đó là mình nhúng thuốc gì anh? Vuốt que. Cái thò bán. Giờ mình thấy xanh tốt đi. Thanh long này nó càng nắng nó càng chịu ha. Mình ăn xong là mình phải cắt, cắt bớt tỉa. Nó không có trái, trái không ngon. Sao thấy bây giờ có người trồng trụ này đã gác thêm cây sắt dài cho nó gác lên đó anh? À, khó săn sóc hơn ha. Thấy nó cũng vậy thôi chứ gì đâu. Nhưng mà mình nó bất tiện lắm, mình dây kẹt mình chỉ tưới nó dưới bằng cái mình đi phải đi từ cái bờ này mà xuống hết cả bờ kia trồng vòng qua lại được. Đúng rồi, bây giờ trồng phải có đường đi rồi nó rộng nó thoáng chứ mình làm gà gặp quá cái di chuyển nó cực. Cái vườn mình mà nó làm thông thoáng lái vô nó cắt nó cũng phái nữa. Mình làm dễ săn sóc nữa. Cái này cho thấy trồng cũng hiệu quả mà nhiều người ta không trồng là tại vốn hay sao? Hay là ở xã nó chưa cho phát triển nên trồng hết? Không phải, ai muốn trồng trồng. Ai muốn trồng ha, chứ nó không có bắt buộc ha. Tại ở trển nhiều khi có dùng trồng lúa nó không cho mình lên vườn. Đúng rồi, lên vườn thì phải qua cái nói chung ai thích hợp thì trồng, có vốn rồi thì người ta cứ trồng chứ cũng phát triển, chứ bắt bằng lúa nhiều khi không có thu nhập. Mà năm nay lúa cũng khá, năm nay lúa giá cũng cao. Cái đó là giống như mình bị bệnh là mình phải khứa như vậy để cho nó không có lây hả? Đó là bệnh gì thì anh biết? Trái là mình cắt vậy mình cần. Mặt cọp cho nó không lây á ha. Ờ, y như cái mặt con cọp phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó hết bỏ gì không lây. Cũng kỹ, cũng phải đi săn sóc dưỡng. Trồng cái gì cũng phải cái tỉ mỉ chứ. À, thuốc đó anh? Thôi không hút, em hút. Cái trái đó là trái ra qua tự nhiên. Từ cái nụ này cái về đổ là tới trái là bao nhiêu? Tháng đúng. Đúng một tháng hả? Cũng nhanh ha. Cái đó mình cắt vậy là khỏi cần tha thuốc, phải tha thuốc không? Khỏi ha. Chứ em tưởng đâu trời nắng quá nó cháy chứ. Có trái không vậy không thuốc được, có trái thì thuốc nó bị chai trái. Rồi hái trái xong mới xử lý thuốc bệnh này được. Có đi khó sao. Đúng rồi, cây gì cũng vậy. Ở trên khu vực cây lẫy của em ấy thì bây giờ đang phong trào sầu riêng, ai cũng trồng sầu riêng hết trơn. Em nữa vài năm nữa đây không biết sao, nếu có xuất khẩu sang Trung Quốc có phân mà dạch mà dùng thì nghĩ nó ổn định hơn lúc trước. Thanh long bây giờ nó cũng vậy nè, chuẩn bị cũng phân ra xứ xứ nguồn gốc hết, dễ xuất khẩu. Cái nào chợ gạo Gò Công Bình Thuận gì đó nó ra loại rồi nó khu vực hết, dễ bán, biết được nguồn gốc xuất xứ nơi và mình sản xuất ra cái loại trái cây đó đó. Ở nước ngoài nó ăn cái gì nó cũng cần nguồn gốc. Lúa gài tháng này nắng thì sợ luôn ấy. Nắng vậy thích hợp, mưa xuống là nó dễ hư phải không? Mưa xuống thì bởi vì mình đi xịt thuốc là đợi hái trái xong xịt thuốc để mưa xuống nó bệnh cái dây. Mấy cái xanh xanh này là thuốc gì? Thuốc đó là thuốc 7 ngày á, thuốc tỉnh luôn á.
mắc bệnh như con gái lắm. Tập trung là cho nó không bị bệnh trái. Muốn có bệnh cái trái nó có bông 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 mình như bà vàng vàng bông bông ấy. Là bị chê, dạt hết. Nói vậy để kiếm được cái trái xuất khẩu phải cực lắm chứ. Nhiều khi cắt đó mà không có loại xuất khẩu nhiều mà loại dạt nhiều bán cũng không có giá nữa. Nó lấy không có một một xì nó bỏ ra. Dạt còn này nghe. 3.000 ký mà nó dạt ra là còn có 2.000 ký, 3.000 ký. Giờ cái gì cũng vậy, anh biết ra sồi bây giờ hiện tại bán lẻ ngoài đường mà có 5.000 ký kìa. Tại Đài Loan trong vườn nó rẻ. Trồng được cái trái cả năm trời cực khổ mà bán rẻ cũng thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà những hàng mẫu á mà xong kèm một cây giờ là mười mấy triệu tiền điện á. À, giá không có là chết liền. Này anh sử dụng mùa thuận, anh đâu có sông đèn, đâu có đèn chưa đèn phải không? Cái cây này là cây sông đèn nè. Còn cái lụ sao là cái lụ mùa mưa xuống nó giờ mưa. Ủa, sông đèn sao chưa thấy đèn? Cái đèn rước giật ra rồi, bây giờ có trái giật đèn ra nè. À. Mà xong 20 ngày phải không? Anh giật đèn ra tưới 5 ngày. Tưới liên tiếp 5 ngày cho nó bung cái mụ ra vậy nè. Ừ. Bung cái này ra. Là cái này là mưa hẩm nó ra tự nhiên nè. Nó dẫn ra tự nhiên đó. Tự nhiên là mình cần để luôn hay là mà mình hay để luôn nó bán hàng mùa tới mùa cái, nó rẻ hơn chút ha. Như thế này thúi mình phải cắt bỏ không để nó hư lây không nè. Bỏ để bỏ nè, thế này nè phải, phải cắt bỏ phải không, thúi phải không, thúi gì nó thúi đưa nó trong cái trái này mất thịt bự ra chẳng những không? Lây ảnh hưởng mình dục trái gốc luôn ha, mình không dục chỗ khác để nó lây không, không phải lây tại vì mình cái cổ thôi không thấy luôn chứ phải là bệnh thúi giờ đi dục cái này ra nè. Đúng, đúng rồi, để nó khô nó sẽ thúi nó ướt thối, nhìn thấy nó ướt thối đó. Đây là anh phải giật nhiều hết vậy mới cắt ra. Giật cái này nó khô chút xíu vậy. Chưa, cái này nó hơi mềm. Cái này mềm khó giật. Mà nhiều khi nó động đó. Mềm khó giật hơn là cái khô queo cái nó nắm nhẹ ra. Mà khô quá giật đau tay. Chứ giờ nhiều khi cái nó làm mà ảnh hưởng cái nó bị bệnh bên kia. Cái anh này anh đi chơi anh... Mà sao cái này chỉ cái này nó bị mông mông bông gì, nó có chê không? Cái này cái bán hàng ăn quá chứ không xuất khẩu được quá. Cái màu cái trái như vậy nè. Người ta trên trái đó thì không được đẹp. Nó được hàng ba. Cái màu không sáng ha. Nó tại vì mấy trái này nó hàng giỏi nên mình không có chăm sóc nó. Nó tự nhiên nó có trái. Nhưng mà bây giờ hiện tại giá này mấy cái này không xuất khẩu mà bán ăn nội địa không nè. Trái nó, mấy trái này ví dụ như mấy trái thì nó hàng được loại đa. Nó đâu có được loại nhất. Đúng rồi. Loại nhất trái nó đẹp lắm. Lúc gài là cái tháng nắng này nó dễ bị gùi vàng lắm nha chị. Gùi vàng nó đục quá. Gùi vàng rồi nó đục, nó bị bột xì hết rồi. Không phải thanh long đâu, bưởi đồ cũng vậy rồi. Nữa mấy loại khác. Hình như rừng chín nó mới đục mình đó. Nó có đục nhỏ, cái lỗ nhỏ nè. Chị thấy như vậy là nó xì nước nè. Nó xì nước. Là nó sẽ bị hư. Đúng rồi. Trái đó nó muốn hư hay gì. Nó hư, nó xì nước. Thành ra cái tháng nghịch nghịch bán có giá nhưng mà nó cũng hay bị bệnh ha. Điện phải cuốn lại chứ không có để trụ luôn hả? Để cuốn lại gì cái. Ở đây mình xuống bình hay là mình xuống bình. Ở Bình Thuận có người ta có tiền thì xuống bình, không có tiền thì người ta thuê. Một ký 3.000 ha. Xuống bình thì thoải mái hơn. Giá cả thanh long cỡ này thì ngon. Long lo lối 20 năm mà là cũng ngon rồi. Dạ. Sông đèn phải lối nhiều tiền chút, sông đèn phải. Cái này ruột đỏ chứ ruột trắng nó sẽ rẻ giá hơn ha. Ruột đỏ nó mắc tiền hơn ha. Thì ruột đỏ nó mắc, như ý là ruột trắng nó sẽ rẻ hơn. Cái này phải nhờ kỹ thuật ở trên kia làm như ở đây cũng được. Mà thấy cái trái nó hay bị nhiễm bông nhiều anh. Cái trái bên anh này cũng bên anh phải không? Nó hay bị nhiễm vậy nó sẽ mất giá phải không? Không có, không phải bông. Cái này nó bị ấy, bông là cái kia. Giống như sương muối nó xuống đó, động dơ. Bông là nó bị vàng vàng, muối bông. Còn này nó bị
nếu mình sẽ thử thịt nó bị đốm khối đèn mình ra sẽ mất giá liền á. Cũng vậy à? Cũng vậy hả? Tại vì khối đèn đen thôi chứ không có gì. Anh thấy cái vườn bên đây trái nó đẹp hơn nè. Hai cái đợt trước cái thời hạ tiết khí hậu nó sẽ ấy hơn. Cái này mình không tưới sớm, mình tưới nắng về nó có trái ấy không chị? Nắng về á. Thường thường ta tưới chắc sáng sớm á. Mà không kịp á hả? Chứ đúng là tưới sớm nó tốt hơn á. Này xịt trong cái trái có cái nó dơ cái sạch trái luôn. Này nó mua đặt giá rồi 25.000 ha. 26.000 rồi loại 2. Ở cắt ngang ngửa luôn hả? Sâu hư chắc mình dạt ra riêng. Chút gài nó hay có ruồi vàng. Cái này chỉ cắt đợt nhất, ngày mai là cắt đợt nhất luôn hả? Hai có cắt rồi. Này lái trên chợ gạo xuống quá. Nắng quá trái cũng không được lớn hung ha. Nhưng mà nó có giá được rồi, 25, 26 ngàn là ngon rồi. Cái này chị ăn lần 2 hay lần 3 rồi? Cái này từ trồng tới giờ mình ăn mấy lần rồi? Thứ 3 rồi. Vậy năm đầu, cái năm rồi giá rẻ nữa. Cái năm nay được ha, năm nay. Ồ, cây này quá đẹp trái. Video tham quan vườn thanh long tại huyện Gò Công Đông của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn ở những video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.